Này, cảnh ở thôn quê rất đẹp nè cả nhà ơi, thoáng mát nè, sạch sẽ nè, không khí trong lành nè cả nhà ơi. Đây là cảnh mần có vườn luôn đó cả nhà, dọn dẹp sạch đón Tết nguyên đáng cả nhà ơi. Cảnh ở dưới quê rất là đẹp luôn. Không khí thoáng mát. Con chó ai ngồi bạn thấy thương quá, ta trắng tươi, con chó còn tươi quá. Của chị Mỹ hả? Của chị có con chó đẹp vậy hả mẹ? Nó tối nó nằm đây dài vô tới cổng hai ba con hay vô chỗ rần rần rần. Hôm tới 11 giờ mà chó chủ trước cửa răng 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 hoài luôn, chó hoài luôn. Ở ngoài rình thấy xe hàng hiệp đậu rình không chứ. Cái anh ra anh đi ra Rình cái đâu mất tiêu chó hết chỗ luôn. làm gì rình con Ra trước chó hết chỗ. Hồi hồi mấy giờ cha? Mấy 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 Hồi giờ? đó 11 rưỡi gần 12 giờ rồi. 1 rưỡi. Lúc đó con ngủ rồi mà. Quá trời chỗ. Hồi đó ta dậy ta nói Hiệp mà nói nhỏ nhỏ vậy mà nói cho rùm trời không ai ngủ được, mà nói nhỏ nhỏ vậy mà đừng nói lớn. Chơi la quá mà. Nói chốt của à, giờ bà đó con ngủ tới rồi. đi ra ngoài này cái sao nó tìm mình có Giờ đó ngủ rồi. Nó nói 1 rưỡi mà hãy chưa dẫn xe vô nó. Ra cái chó hết chỗ về nó đi mất tiêu. Năm nào thấy rồi thấy đứng trước mặt mà không thấy nữa. Con nói cho nó ra rình, thấy chó sủa quá ra rình đi chó bò vòng á. Vậy đó anh cần bả dưa đó. Sao cái bà đáng mà chuyển nằm dài cái ông té, ông té là không ra. Thế mà đáng làm dài kiểu ông té là cù. Ủa té là cù là má. Má mà té là cù. Ổng nữa. Và ổng thì đi cặp giờ té. Chứ mà đêm rồi không thấy đường đi cặp giờ té. Ông bà ra bà xỉu luôn, bà thấy một đống nè xì. Ai vậy ông bà đá một xỉn. Ủa có hai gà trống của ai đẹp quá ta. Bắt được con bắt con thịt hai gà trống gì cũng cảnh vườn mênh mông thoáng mát quá cả nhà ơi. Em kết thúc clip luôn.